Lại một lần nữa, Lan Ngọc khẳng định Thúy Ngân, Trương Thế Vinh là vợ chồng. Lan Ngọc vốn được biết đến là người bạn thân thiết của Trương Thế Vinh và Thúy Ngân, cũng giống vợ chồng Trường Giang, nữ diễn viên gái già lắm chiêu, thường xuyên để lộ bằng chứng đồng nghiệp của mình đang hẹn hò mà giấu kín khán giả. Mới đây, hội bạn thân tổ chức cho Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân đã tổ chức sinh nhật cho hai mỹ nhân. Đáng chú ý, bữa tiệc có sự xuất hiện của người tình tin đồn, nữ diễn viên gạo nếp gạo thẻ Trương Thế Vinh tại đây anh liên tục khiến nhiều người bất ngờ vì liên tục quấn quýt thúy ngân đây cũng chỉ là một trong vô số những lần cặp đôi để lộ bằng chứng hẹn hò song cả thúy ngân và trương thế vinh vẫn nhất quyết giữ im lặng và phủ nhận thông tin trên dẫu vậy lan ngọc đã xác nhận hộ cuộc tình của hai người vợ anh trương thế vinh lan ngọc từng viết đi kèm là tác thẳng tên nữ diễn viên vào bài viết hay như mới đây, diễn viên gái già lắm chiêu tiếp tục trêu đùa, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân đang hẹn hò và còn có con riêng. Và nhân vật con riêng của cặp đôi chính là Bin nhờ tiếng luật nuôi dưỡng trước những lời nói của lan ngọc diễn viên thúy ngân đã lên tiếng phản pháo song không phủ nhận chuyện trên tình bạn dưới tình yêu với trương thế vinh thay vào đó cô cho rằng bé pin không phải của cô mà của tiến luật cùng một người phụ nữ khác dẫu chỉ là tình huống hài hước tuy nhiên câu chuyện của lan ngọc hé lộ thúy ngân trương thế vinh là vợ chồng thậm chí có con khiến cư dân mạng phấn khích